Theo đó, ngoài 13 doanh nghiệp tham gia bình ổn mặt hàng thuốc trong các năm trước đó, thì trong 6 tháng cuối năm sẽ có thêm gần chục doanh nghiệp khác tham gia chương trình này. Với hơn 20 nhóm thuốc điều trị sẽ được cung cấp ra thị trường từ chương trình bình ổn giá thuốc, bao gồm các loại thuốc thiết yếu như thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, thuốc trị ho, thuốc chống dị ứng, thuốc nhỏ mắt, thuốc trị đau dạ dày, thuốc trị tiêu chảy. Cho tới thời điểm này, đã có thêm 312 điểm tham gia bán thuốc bình ổn, nâng tổng số điểm bán thuốc là hơn 2.000 điểm, trong đó có hơn 100 nhà thuốc bệnh viện, còn lại là các nhà thuốc tư nhân, nhà thuốc đại lý của doanh nghiệp. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay danh mục thuốc được xây dựng căn cứ vào nhu cầu dùng cho cơ sở khám chữa bệnh, danh mục thuốc thiết yếu của người dân. Giá thuốc trong chương trình đảm bảo thấp hơn từ 5 đến 10% so với các mặt hàng có cùng hoạt chất. Lượng thuốc bình ổn có khả năng cân đối cung cầu, đáp ứng đủ nhu cầu thuốc thiết yếu cho người dân trong trường hợp có biến động giá thuốc.